Không chỉ tại Anh mà nhiều quốc gia châu Âu khác cũng đang thúc đẩy việc sử dụng xe đạp. Như tại Hà Lan chẳng hạn, số lượng xe đạp còn nhiều hơn cả dân số nước này. Gần 3/4 số chuyến đi của người dân Hà Lan là đi bằng xe đạp. Điều này có được là nhờ rất nhiều chính sách hỗ trợ, từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng thuận tiện cho di chuyển bằng xe đạp, cũng như cả những chính sách hỗ trợ khác bằng tiền. Thành phố Amsterdam của Hà Lan được mệnh danh là thủ đô của xe đạp. Ước tính Amsterdam có tới trên 1,2 triệu xe đạp, nhiều hơn cả số dân trong thành phố. Hơn 60% người dân và du khách đi lại bằng phương tiện này. Bí quyết của Amsterdam đó là làn đường riêng trải dài hơn 400 km với những biển báo, ký hiệu rõ ràng, ánh sáng thiết kế dành riêng cho phương tiện hai bánh. Thành phố Copenhagen của Đan Mạch cũng được mệnh danh là thành phố thân thiện với xe đạp. Năm 2016, lần đầu tiên số lượng xe hai bánh đã vượt qua số ô tô trên đường phố Copenhagen. Kể từ năm 2005, Đan Mạch đã đầu tư hơn 1 tỷ kron, tương đương 115 triệu euro vào cơ sở hạ tầng dành cho xe đạp. Ví dụ như các công trình dành riêng cho người đi xe đạp và đi bộ như cầu Sikkenslangen. Một số nước châu Âu khác gồm Pháp, Đức, Bỉ và Anh đều triển khai chương trình đạp xe đến công sở với nhiều sáng kiến khác nhau như giảm thuế, trả phí cho mỗi km đạp xe và hỗ trợ mua xe đạp. Tại Pháp, hơn 20 công ty với tổng cộng 10.000 nhân viên đã cùng ký một thỏa thuận trả cho nhân viên 25 cent với mỗi km họ đạp xe đi làm. Còn Bỉ đã áp dụng chương trình miễn thuế đối với những người đi xe đạp từ nhiều năm qua. Hiện hơn 8% người dân nước này chọn phương tiện đi làm là xe đạp. Cùng với các sáng kiến hỗ trợ chi phí, chương trình cho thuê xe đạp tại các đô thị cũng đóng vai trò không nhỏ để thúc đẩy người dân đi làm bằng xe đạp. Một số thành phố bao gồm Barcelona, Tây Ban Nha, London, Anh và Stockholm, Thụy Điển cũng đã bắt chước mô hình cho thuê xe đạp tại Paris, Pháp. Có lẽ sẽ không cần phải giải thích nhiều gì thêm về lợi ích của việc chuyển sang sử dụng xe đạp, từ lợi ích kinh tế, lợi ích đối với môi trường và đặc biệt là tới sức khỏe. Nhưng những chính sách hỗ trợ trên chỉ đóng vai trò là chất xúc tác. Quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân thực sự muốn thay đổi thói quen sử dụng xe đạp là phương tiện chính hàng ngày.